Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về màu gel Linkin Park After Dark. Thì cái màu này đa phần nhiều bạn hay bị sơn. Khi mà chúng ta sơn thì hay bị rút ngoài đầu móng. Các bạn nên nhớ, khi mà chúng ta sơn thì nên lắc đều cho nước sơn lên. Và đối với lớp base á, thì các bạn phải hơi cho kỹ. Và nhớ một điều, các bạn đừng để cho khách rửa tay trước khi mà các bạn sơn nha. Các bạn cứ phủi sạch bụi đi và các bạn sơn lên luôn. Đấy. Thì trong cái trường hợp mà các bạn sơn cái màu Linkin Park After Dark này mà các bạn bị rút bên ngoài đầu móng hoặc là bên trong dòng da, thì các bạn có thể sơn theo cách này. Các bạn có thể sơn từng móng, tức là các bạn sơn móng tay ngón út của bàn tay bên đây và các bạn cho hơ luôn. Và sau đó các bạn sơn cái bàn tay bên kia cũng ngón út và các bạn cho hơ luôn. Các bạn lấy tay ra, các bạn sơn cái bàn tay trước đó, các bạn sơn cái móng đeo nhẫn kế tiếp. Cứ tiếp tục mà chúng ta làm từng móng như vậy thì mình bảo đảm với các bạn là cái màu sơn các bạn không bao giờ bị rút, bảo đảm. Không bao giờ. Mà khi mà các bạn bị gặp tình trạng mà cái lớp base mà các bạn bị rút á, các bạn đừng cố tình sơn thêm một lớp màu bên trên nha. Bạn ngưng đi và các bạn sơn lại một lớp base nữa. Để chi? Để cho cái phần lớp base mới nó sẽ vào những cái chỗ mà đang thiếu và những cái chỗ mà lõm chõm, thì nó sẽ làm cho mịn móng trở lại và sau đó các bạn hãy sơn màu. Thì làm như vậy thì cái màu sơn của chúng ta nó sẽ mịn hơn. Còn mà các bạn nhiều bạn sơn lớp base xong mà các bạn hơ xong rồi các bạn bị lõm chõm, mất lõm á, thì những cái chỗ đó các bạn sơn màu lên thì các bạn sẽ bị lõm chõm màu liền, nhìn nó rất là xấu. Cái màu Linkin Park After Dark, cái chai mà tùy theo các bạn sơn cái chai màu mới hoặc màu cũ. Màu mới các bạn sẽ sơn hai lớp, màu cũ thì các bạn màu cũ các bạn có thể sơn 2 lớp, màu mới các bạn có thể sơn 3 lớp, tùy theo cái nước sơn đậm lợt của mình mà mình sơn thôi. Còn cái bàn tay này thì nó không bị rút nè. Thì có nhiều bạn hỏi là tại sao nó lại bị rút như vậy. Thì thật sự là nó rút thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân các bạn. Thứ nhất, khách họ rửa tay thì những cái xà phòng rồi nó còn dính trên móng thì nó sẽ dễ bị rút. Thứ hai, các bạn bỏ cái các bạn chùi alcohol mà nó chưa có khô móng mà các bạn sơn base lên các bạn cũng bị rút. Thứ ba, cái đèn của các bạn dùng nó không phù hợp với cái màu các bạn sơn thì nó cũng dễ bị rút. Đấy, có nhiều bạn sơn xong cái màu nó bị nhăn rất là nhiều, tức là mình sơn cái lớp màu lên mà cái màu của chúng ta nó bị nhăn, nó không khô. Đó là vì các bạn sơn thứ nhất dày, thứ hai do cái đèn của chúng ta hơ nó không đủ cái độ khô cho nên nó bị rút. Cho nên nó bị nhăn. Nhăn khác nha bạn, mà các bạn màu bị rút là khác. Màu nhăn thì chúng ta sơn xong rồi các bạn có thể thấy trên màu nó bị nhăn á. Thì đó là do cái lớp bên dưới nó chưa khô. Cho nên mỗi một bước các bạn làm, các bạn nên cố gắng hơ làm sao mà cho cái lớp màu bên dưới nó khô đã. Nếu mà mình biết cái đèn mình nó không khô á, các bạn có thể đổi đèn mới hoặc có thể hơ nhiều lần hơn để cho nó chắc các bạn. Thì các bạn làm như vậy thì đỡ mất thời gian của mình. Thứ nhất là mình không cần phải sửa lại. Thứ hai, khách họ đi họ không có quay lại complain mình. Đó. Thì làm như vậy thì nó sẽ kỹ hơn. Đấy các bạn, đó là mình sơn lên. Mình sơn kỹ ngoài đầu móng nha các bạn. Các bạn nhớ cái lớp mà mình sơn á, cái lớp đầu tiên chúng ta quét kỹ đầu móng, thì cái lớp thứ hai các bạn không cần quét kỹ đầu móng nữa. Và các bạn nên nhớ một điều, khi mà chúng ta quét đầu móng xong thì hãy quét từ trên xuống lại nữa. Để chi? Để cái màu của chúng ta nó không có bị động ngoài đầu móng các bạn. Một khi mà màu mà bị động ngoài đầu móng thì nhìn nó rất là xấu, giống như giọt nước mà nó chảy ra ngoài, nó ứ ngoài lại, nó bị nhô lên thì nó sẽ rất là xấu các bạn. Thấp khớp cũng vậy. Thì đây, mình sơn thấp khớp đây. Mình sơn lên, các bạn quét đầu móng, các bạn nhớ quét từ trên xuống lại. Để cho cái thấp khớp của chúng ta nó không có bị động ngoài đầu móng. Đấy các bạn ha, mình quét xong, các bạn chét đầu móng xong các bạn quét ở trên xuống lại nữa để cho thấp khớp của chúng ta nó không bị động ngoài đầu móng. Thì nó bị động như vậy sẽ rất là xấu các bạn. Đấy, thì hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn đến đây thôi. Thì đối với màu mà bị rút thì chúng ta sơn từng móng. Còn đối với những cái màu mà bị nhăn thì chúng ta phải coi lại cái đèn của chúng ta. Chúng ta phải coi lại cái cách sơn của chúng ta có quá dày hay không. Thì coi lại cái đèn hơi nó có khô và phù hợp với cái màu mà chúng ta dùng hay không, và coi lại cái lớp đầu tiên của chúng ta sơn nó có khô chưa. Thì đó là những cái nguyên nhân mà làm cho màu bị nhăn. Thì nếu mà bị nhăn mà các bạn nhăn quá, các bạn bắt buộc các bạn phải rửa cái màu đó ra lại để các bạn làm lại, tại vì bên dưới nó đã không khô rồi mà các bạn cố tình bỏ thấp khớp lên thì vài ngày nó cũng sẽ bị chóc thôi. Ok, thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên ấn like, share
và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.